Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Pháp Sư. Kính thưa toàn thể Pháp hội Đạo Tràng. Hôm nay ngày 23 tháng 2 năm Tân Sửu, khóa tu niệm Phật một ngày an lạc, dành cho quý Phật tử gần xa trở về tu tập hầu giải thoát. Giờ phút này chúng con được thành kính cung nghinh Thượng Tọa Quang Lâm Pháp Tòa để truyền trao giáo pháp cho chúng con. Hiện diện trên Pháp Tòa kính giới thiệu đến toàn thể quý Phật tử Thượng Tọa Thích Minh Thành, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng, kính giới thiệu toàn thể Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa, lời vàng ngọc xuất phát từ kim khẩu, nuôi thân con khôn lớn từng giờ. Đây phút giây thanh tịnh tuyệt vời, như sen báo vượt lên bùng để nở. Toàn thể Phật tử đạo tràng chúng con giờ đây thành kính một lòng, hướng về Thượng Tọa từ bi hoan hỷ khai pháp. Khóa tu đầu tiên trong năm Tân Sửu 2021 tại đạo tràng chùa Khánh Linh, để cho Phật tử chúng con được gọi nhường ân đức, thấm nhuần giáo lý Phật Đà, để hầu tiến tu an lạc trong hiện tại và giải thoát trong ngày tương lai. Giờ phút đây toàn thể Phật tử chúng con đã nhất tâm một lòng, thành kính cung thỉnh Thượng Tọa từ bi hoan hỷ vận chuyển bánh xe pháp để truyền trao giáo pháp cho chúng con thừa tư pháp lạc tiến tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung thỉnh pháp âm của Thượng Tọa. Kính bạch Ni Sư trụ trì, kính thưa toàn thể chư đại đức tăng, kính thưa tất cả quý nam nữ Phật tử trong khóa tu khai pháp tại bổn tự của chúng ta. Xin tất cả quý Phật tử đã tu học từ sáng đến giờ, cũng như là đạo tràng Hội Bông Sen phải vượt hàng trăm cây số để có mặt ở tại đây. Giờ phút này xin mời tất cả quý vị chúng ta cảm nhận hơi thở, cảm nhận hơi thở đang vào ra ở lòng ngực chúng ta. Mắt chúng ta hướng về phía trước mặt khoảng một thước, nhìn một cách rõ, rõ ràng, rõ biết ngay trước mặt. Cảm nhận hơi thở đang vào ra trong lòng ngực chúng ta, trong chóp mũi chúng ta. Trong bụng chúng ta cảm nhận hơi thở ở ba chỗ: chóp mũi, lòng ngực và bụng. Thở vào làm cho thân mình an tịnh và lắng dịu, an tịnh và lắng dịu. Chúng ta cảm nhận, cảm giác trên đầu của mình, cảm nhận, cảm giác trên gương mặt, trên đôi vai, cánh tay và bàn tay. Cảm nhận, cảm giác lưng, bụng,
những cảm giác ở mông, ở chân, ống chân, bàn chân. Cảm nhận cảm giác từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể chúng ta. Cảm giác toàn thân. Thở vào làm cho thân an tịnh. Thở ra làm cho tâm mình lắng dịu. An tịnh và lắng dịu trong giây phút này. Cảm nhận tiếng phong linh. Cảm nhận không gian nơi này. Cảm nhận sự an tịnh trong khoảnh khắc này. Cảm nhận sự có mặt của chư Tăng Ni, sự có mặt của đại chúng. Cảm nhận giây phút hiện tại an tịnh thanh tịnh này. Cảm nhận khoảnh khắc thiêng liêng quý báu này. Cảm nhận sự có mặt của toàn thể đại chúng 200 vị. Cảm nhận vùng trời đất này. Cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu và quyền nhiệm này. Cảm nhận cảm giác thật là nhẹ nhàng. Hít vào. Thở ra thật là nhẹ nhàng, thật là bình an. An lạc ơi, an lạc ơi. Tình thương ơi, tình thương ơi. Cảm thông ơi, cảm thông ơi. Ta khơi dậy trong ta tình thương và từ tâm. Ta khơi dậy trong ta từ tâm và tình thương. Tình thương sống trong ta từ tâm sống trong ta. Tình thương có trong ta từ tâm có trong ta. Ta có nhiều tình thương. Tình thương, tình thương cảm thân này. Tình thương, tình thương cảm giác này. Cảm giác này ta hiểu thương. Ta có nhiều tình thương.
tình thương cảm thân này. Thương cảm giác này. Cảm giác này ta hiểu thương, để tham sân hành hạ, ta để mình khổ đau. Nay hiểu rồi cảm thọ, ta nhớ đến cảm giác rồi, thôi đừng sân giận nữa, cảm thọ cảm giác thương mình nhiều nha. Ta đừng tìm đau khổ vì trái ý nghịch lòng, ta đừng làm ác nghiệp, ta thương mình nhiều nha. Đừng để mình đau khổ, hỡi những cảm giác giận hờn, đừng để mình tạo nghiệp rồi chẳng kịp ăn năn. Trôi trong dòng sanh tử, có khi nổi khi chìm, khổ đau nhiều vô lượng, nước mắt đầy đại dương. Vô thường là đời sống, nay còn rồi mai không,
giận hờn là thuốc độc đổ vào dòng tái sanh. Thôi mình đừng sân giận, đừng làm hại chính mình. Thôi mình đừng làm khổ, đừng làm hại mình nha. Thương, thương những cảm giác này nhiều lắm. Thương mình quá khổ rồi. Thương tham sân hành hạ, thôi thương mình nhiều nha. Thương thân già bệnh chết, thương cảm giác giận quên mình, thương các nghiệp rập rình, thương mình sanh tử mãi. Tình thương này rộng rãi đến các loài chúng sanh. Tình thương này rộng mở đến hữu tình gần xa. Bằng tình thương hữu tình, bằng từ tâm chân thật, bằng tấm lòng thương tưởng đến tất cả chúng sanh, và thương cả chính mình, hiện còn đang lặng hợp trong sống chết khổ đau, trong những tâm nóng giận, tâm bực bội cọc cằn, tâm bức xúc khó chịu, chưa thấu hiểu cho nhau. Vì sự đau khổ này của ta và hữu tình, ta thành tâm tha thiết tu tập trải từ tâm. Ta thành tâm tha thiết tu tập trải từ tâm. Tâm từ là tâm hiểu nỗi khổ của chúng sanh,
bị các nghiệp chi phối, chìm nổi trong tái sanh. Nô lệ trong tham muốn, nóng bỏng trong hận sân, u mê trong tâm trí, lùng nhùng trong khổ đau. Vì nhìn ra đau khổ trong cảnh tái sanh này, nên tâm đầy thương cảm cho hữu tình chúng sanh. Mong tất cả tâm an, mong tất cả thân lạc, tâm an và thân lạc, tâm chân thành cầu mong. Mong tất cả thấu hiểu, vạn vật là vô thường, chúng chỉ là nắm nguồn tạo ra mọi vở tuồng. Sắc thọ tưởng hành thức dựng lên mọi vai tuồng, sắc thọ tưởng hành thức là nguồn của khổ đau. Sắc thọ tưởng hành thức làm sanh tử không dừng, sắc thọ tưởng hành thức dựng vỡ tuồng tái sanh. Thương hữu tình chẳng rõ, năm thứ vô thường này, cột với dây tham ái, tạo ra nhiều xác thân. Thương hữu tình chẳng hiểu, năm thứ vô thường này, tâm đầy tham muốn chúng, đầy phiền não sân si. Thương hữu tình bị đốt, bị cháy bởi lửa tham, bị thiêu trong lửa hận, bị dìm trong lửa si.
thương hữu tình bị trói, bị cột bởi lòng tham, bị giam vì lòng hận, bị mù vì lòng si. Thương hữu tình lệ thuộc, bị các nghiệp buộc ràng, mang các thân tạm bợ, vừa trả nợ vừa vay. Thương chúng sanh chìm nổi, trong sanh tử đắng cay. Trong các thân vô thường, trong các đường tái sanh, thương thay trò sanh tử, thương thay nẻo tái sanh, thương thay cảnh nhân quả, chúng sanh đáng thương thay. Thương thay tâm mờ tối, chẳng rõ khổ của nhau, còn bày thêm đau khổ, thêm khổ buồn cho nhau. Thương thay tâm mờ tối, chẳng rõ khổ của nhau, còn bày thêm đau khổ, thêm khổ buồn cho nhau. Mong tất cả chúng sanh thấu hiểu và cảm thông những nỗi khổ của nhau, đừng tạo thêm đau khổ, mong tất cả chúng sanh thấu hiểu và cảm thông những nỗi khổ của nhau, đừng tạo thêm quan trái, đừng tạo thêm đắng cay, đừng tạo thêm khổ ải cho kiếp người của nhau. Mong tất cả chúng sanh thấu hiểu khổ của nhau, cùng nhau vượt qua khỏi dòng sanh tử khổ đau.
biết bao là đau khổ. Trong cõi sanh tử này, đừng bày thêm đau khổ cho mọi loài chúng sanh. Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau. Xin cùng nhau thấu hiểu những đau khổ trong nhau. Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau. Xin cùng nhau thấu hiểu những đau khổ trong. Tâm hiểu này hiền thiện, tâm hiểu này hiền hòa, tâm hiểu mang yên ổn, tâm hiểu mang yên vui. Yên vui là tâm hiểu nỗi khổ của chúng sanh. Yên vui là tâm hiểu, hiểu được nỗi khổ của chính mình và nỗi khổ của chúng sanh. Nghiệp lành là tâm cảm thông được những nỗi khổ của mọi người. Nghiệp lành chính là tâm cảm nhận được những nỗi khổ của mọi người chung quanh chúng ta. Mong manh là sự sống. Sự sống này thật là mong manh, thật là mau chóng, thật là vô thường. An ổn là tâm từ, như hư không rộng lớn. Tâm từ này bao la, mong manh là sự sống. An ổn là tâm từ, như hư không rộng lớn. Tình thương này bao la, xin mời đại chúng chúng ta đứng lên trải tâm từ mười phương. Đại chúng đứng lên ngay tại chỗ mình.
Chúng ta đưa tay thẳng về phía trước, đưa tay thẳng về phía trước. Chúng ta nói theo. Đây là phương trước mặt rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm từ của ta, tâm đầy niềm thương cảm, tâm đầy nỗi xót thương. Tâm đầy lòng thương tưởng, tâm đầy tràn tình thương. Chúng ta quán tưởng tình thương của ta lan tỏa cùng khắp hư không về phương trước mặt. Thương đến những người đang bị dịch bệnh, thương đến những người đang bị lũ lụt, thương đến những thân xác phải chết hàng triệu người vì nhiễm dịch. Thương những người nghèo khổ bệnh tật, và thương những cảm xúc tham sân si bản ngã đã hành hạ chúng ta và làm chúng ta đau khổ. Chúng ta phát khởi một tình thương giàu dạt từ lòng ngực, lan tỏa khắp châu thân, lan tỏa tình thương từ toàn thân chúng ta, lan tỏa ra phía hư không trước mặt, tận cùng, cùng tận khắp không gian phía trước. Chúng ta quay về phía bên phải, tay chúng ta đưa thẳng như nãy giờ, đưa thẳng lên phía trước. Đây là phương bên phải rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm từ của ta, tâm từ này rộng lớn vô lượng và vô biên. Chúng ta quay về phương bên trái, đặt tay thẳng về phía trước, úp bàn tay xuống. Đây là phương bên trái, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm từ của ta, tâm từ này rộng lớn vô lượng và vô biên. Chúng ta quay về phía sau lưng, đây là phương phía sau, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tình thương của ta, tâm từ này rộng lớn
vô lượng và vô biên. Vô lượng và vô biên. Chúng ta quay mặt trở lại và đưa hai tay thẳng lên trời. Đây là phương phía trên. Đây là phương phía trên. Rộng lớn và bao la. Rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này. Hòa lẫn khắp phương này. Là tình thương của ta. Tâm từ này rộng lớn. Tâm từ này rộng lớn. Vô lượng và vô biên. Vô lượng và vô biên. Chúng ta quán tưởng, nhắm mắt lại. Quán tưởng tình thương chúng ta lan tỏa, lan tỏa, lan tỏa cùng khắp không gian ở phía trên. Tất cả từng tình thương chúng ta thấm nhuần vũ trụ, trái đất, cùng khắp năm châu bốn biển, hư không vô biên vô lượng, khắp ngàn thế giới, mười ngàn thế giới, trăm ngàn thế giới, tam thiên đại thiên thế giới, là tình thương giàu dạt bao la vô biên vô tận. Chúng ta đưa tay xuống phía dưới. Đây là phương phía dưới. Đây là phương phía dưới. Rộng lớn và bao la. Rộng lớn và bao la. Chúng ta quán chiếu tình thương chúng ta xuyên thủng lòng đất, vượt qua tất cả chướng ngại và trải tình thương này đến vô cùng vô tận vô lượng vô biên ở phương dưới những chúng sanh trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trong những cảnh thống khổ của cô hồn vất vơ vất vưởng, sẽ nương tâm từ tình thương này được siêu thoát, được bình. Đây là phương phía dưới. Đây là phương phía dưới. Rộng lớn và bao la. Rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này. Hòa lẫn khắp phương này. Là tình thương của ta. Là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn. Vô lượng và vô biên. Vô lượng và vô biên. Chúng ta dang hai cánh tay ra. Dang hai cánh tay ra. Đây là phương bề ngang. Đây là phương bề ngang. Rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này. Là tình thương của ta. Là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn. Tình thương này rộng lớn. Vô lượng và vô biên. Vô lượng và vô biên. Chúng ta buông hai tay xuống. Tâm từ này tỏa rộng. Tâm từ này tỏa rộng. Chúng ta đưa hai tay lên. Đưa câu này. Tâm từ này tỏa rộng. Tâm từ này tỏa rộng. Cùng khắp thế giới này. Tâm từ này tỏa rộng. Tâm từ này tỏa
trời đất bao la, trời đất bao la. Tình thương này tỏa rộng, tình thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, cùng khắp thế giới này. Tình thương này tỏa rộng, tình thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la, khắp trời đất bao la. Tình thương này tỏa rộng, tình thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này. Tâm từ này tỏa rộng, tâm từ này tỏa rộng, khắp trời đất bao la, khắp trời đất bao la. Xin mời đại chúng ngồi xuống. Xin thưa đại chúng, nãy giờ là chúng ta thực tập trải tâm từ. Bây giờ xin mời quý vị chia sẻ cảm xúc trong khi mình trải cái tình thương đến tự thân mình và những người đang đau khổ. Cảm xúc của chúng ta nãy giờ như thế nào trong khi mình đang trải tâm từ? Mời Thiên Giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cũng kính bạch với sư phụ. Thì trải tâm từ ra thì con cảm giác thấy trong tâm mình nó xúc động, nhìn thương cái cảnh về miền Trung, thì trong lòng con á, nó dâng lên cái cảm xúc. Mình không khóc nhưng mà nước mắt mình nó tự chảy. Con cũng không biết nhìn thấy, nhưng mà mình người ta đau khổ, mỗi người mỗi cảnh, mỗi một gia đình mỗi một cái khổ khác nhau. Trong lòng mình nó dâng lên cái xúc động. Nhưng mà xúc động đó mình có suy nghĩ từ nay về sau mình như thế nào không? Dạ có. Cứ chia sẻ, đây là cơ hội quý báu lắm. Thì con cũng nghĩ là giống như nương theo đạo tràng, mình giúp được ai mình giúp. Và mình cũng cố gắng sửa cái tâm của mình, thương yêu mọi người và thương mình. Xin mời trong đại chúng cứ chia sẻ cái cảm xúc khi mình trải tâm từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý thầy, kính thưa cùng đạo tràng hội Bông Sen. Khi con thực tập trải tâm từ cùng những cảm xúc, con nghĩ đến những hình ảnh và những người xung quanh với những hoàn cảnh khó khăn. Con cảm giác trong lòng con lắng đọng lại nhiều hoàn cảnh như miền Trung lũ lụt, những người nghèo khổ còn đang rất vất vả, những nỗi đau mất mát, và mình còn đang được ngồi đây là mình được rất là hạnh phúc hơn biết bao nhiêu con người khác. Và con sẽ cố gắng, sẽ tập tu tập cùng đạo tràng
để trải được lòng nhiều hơn hướng tới những người và thương những người đang còn đang rất là nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Và biết đặt hoàn cảnh của mình vào những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình và trải lòng từ của mình đến những người con của mình nhiều hơn. Bớt nóng tính, tức giận hơn. Và sau buổi lễ khai pháp của Thầy, con được nghe lắng nghe những lời của Thầy. Và đến ngày hôm nay, con vẫn nhớ những lời mà để con được huân tập và ứng dụng vào bài trải lòng từ, để tâm mình được lắng dịu hơn, được hiền từ hơn. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như hôm trước, con còn không biết kiềm chế được những xúc cảm của mình. Nhưng khi con được thực tập và huân tập, con đã bình tĩnh hơn, lắng động hơn để nhìn những hoàn cảnh, mọi sự vật xung quanh mình. Con xin hết ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con bạch Thầy cùng đại chúng và các huynh đệ đồng tu. Nãy giờ con ngồi ở đây, con nghe mọi người chia sẻ về cái suy nghĩ, cái cảm giác của mọi người trong cái buổi thực tập trải tâm từ ngày hôm nay. Con muốn tìm xem coi thật sự có huynh đệ nào có cùng đồng cảm với con hay không. Nhưng con chưa thấy, thì nên con mạnh dạn con xin phát biểu, chia sẻ được cái cảm giác của con. Bạch Thầy, thì con cũng đã được trải qua nhiều lần trải tâm từ, dự cái buổi thực tập trải tâm từ với sự hướng dẫn của Thầy. Nhưng thật sự hôm nay, khi ngồi ở đây, con ngồi con quán, và khi nghe Thầy hướng dẫn, thì một cái sự xúc động và nước mắt con trào ra. Con chợt nhận ra rằng chính ngày hôm nay, con mới nhận ra là con thương bản thân con rất là nhiều. Con thương bởi vì sao? Bao nhiêu lâu nay, vì những chuyện đời thường mà làm cho con rất là phiền muộn. Tâm của con gần như là không được yên, và con sẵn sàng bùng phát với bất kỳ ai mà đụng chạm vào con. Con đi ra đường, ai có thể, ai làm cái gì ngang qua cũng có thể làm con phát bực, con cũng phát giận. Ở nhà, gia đình, cha mẹ hoặc vợ chồng, con cái, con cũng có thể gây hết với người này, cự với người kia, giận hờn người nọ, mặc dù đi được Thầy hướng dẫn rất là nhiều lần, nhưng con vẫn chưa có giảm được cái đó. Chính vì cái chuyện đó mà con làm cho tất cả người thân, bạn bè, những người ở xung quanh con đôi khi cũng phiền muộn vì con, và con cứ chất chứa hoài. Thì hôm nay ngồi ở đây, con mới chợt nhận ra cái điều là bây giờ con phải thương bản thân thân con thương nhiều hơn. Con ráng, con sẽ cố gắng mỗi ngày, trong mỗi suy nghĩ, con làm sao cho cái bản thân con không còn được cái chấp ngã đó nữa, để những người xung quanh con, người ta còn được nhận được cái sự yêu thương của con. Bởi vì con vẫn nhớ Thầy đã dạy, mình không thương chính mình thì sao mình thương được chúng sanh. Thì hôm nay con xin chia sẻ cái cảm nghĩ, và nãy giờ mà con ngồi đây con quán được cái điều đó. Con xin cảm ơn Thầy và cảm ơn đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Thạch Trinh Sư Phụ. Kính thưa quý Thầy, quý Sư Cô, trụ trì Chùa Khánh Linh, quý huynh đệ, tất cả có trong hội trường ngày hôm nay. Thì con tên là Chí Thiện, cũng được cái duyên là con cũng nghe những bài pháp của Sư Phụ hướng dẫn về cách rải tâm từ. Thì bất kỳ mà mỗi khóa tu nào
bài hướng dẫn của thầy đều cho con những cái cảm xúc, cảm giác, cảm nhận khác nhau, tạo cái sự lắng động. Trải tình thương bao la, theo như theo như con đường của Đức Phật, thì tấm lòng từ của chúng con như là hạt cát trên biển. Khi mà ngồi nghe lời, từng lời thầy truyền trao, con rất là cắn rứt hối hận. Vì nếu mà đúng theo nghĩa của tình thương từ bi trong đạo Phật thì rất là bao la. Còn chúng con, bản thân con còn ích kỷ, quá nhỏ nhen, tấm lòng từ của mình chỉ là mới thể hiện được bên ngoài mà chưa có thực sự sâu sát. Những lời thầy nói, con tự quán xét rất là hối hận, cắn rứt. Vì mình nói mình làm từ bi, nhưng mà nếu mà đúng nghĩa của Phật, Phật Pháp, thì mình chỉ chạy có vẻ bề ngoài. Suốt 11 năm nay, là con chỉ là như hạt cát, tấm lòng từ của con như chỉ là hạt cát. Mỗi lời thầy hướng dẫn, thầy đọc làm cho bản thân con rất là cắn rứt và hối hận. Vì mình cũng là thể hiện cái tấm lòng từ, nhưng mà đúng theo Phật Pháp, mình chưa là gì cả, chưa làm được gì cả. Mình chưa thể hiện đúng cái tinh thần từ bi của đạo Phật. Thì mong qua những bài giảng của thầy sẽ là tiếng chuông thức tỉnh cho con và tất cả huynh đệ nhận diện được sự tình thương, nhận diện được ngũ uẩn, thương mình, thương người và thương tất cả chúng sanh vô hình, hữu hình. Dạ, đây là những cái cảm xúc của con ạ. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lành thai, lành thai, tốt lắm. Nhục nhã sanh thánh quả. Ở trong đạo Phật chúng ta, cái phương pháp tàm quý là tuyệt đối quan trọng, tức là sự hổ thẹn khi nhìn lại mình và sự lo lắng sợ hãi đối với những ác và bất thiện pháp. Người nào tu mà còn vênh váo, còn ta đây, còn cho mình là hay, là giỏi hơn người khác, thì vẫn còn ở ngoài cửa chùa, giàu cho tu mấy chục năm. Càng tu, chúng ta càng thấy được những cảm giác nghĩ tưởng chúng ta, những cái suy nghĩ xấu ác, những cái hành động chưa có từ bi, còn sân si, còn bản ngã. Chúng ta thấy những cái đó, chúng ta hổ thẹn, chúng ta thấy xấu hổ với mình, chúng ta lo lắng, sợ hãi để cố gắng tẩy sạch, làm cho thân tâm mình càng ngày càng được cải thiện, càng được hoàn thiện, càng được trong sạch. Đó là người tu chân chánh đối với đạo Phật. Cho nên quý vị phải nhớ kỹ cái câu nhục nhã sanh thánh quả. Chúng ta cùng nhau đọc cái câu này 3 lần để nhớ. Nhục nhã sanh thánh quả. 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 Lớn lên. Nhục nhã sanh thánh quả. Nhục nhã sanh thánh quả. Nhục nhã sanh thánh quả. Lớn lên. Ai mà có nhục nhã thì người đó gần tới thánh quả. Còn cái người mà cứ vênh váo, nghĩ tôi là giỏi, là hay, là hơn thiên hạ,
hống hách, kêu căng. Ta đây, thì người đó xa, rất là xa đối với đạo Phật. Xa giống như bờ biển bên đây qua đến bờ biển bên kia. Xa giống như trời với đất. Đó là pháp của người ác và pháp của người thiện, rất là xa. Quý vị nên nhớ luôn luôn nhìn lại thân tâm mình, thấy hổ thẹn những cái điều mình chưa có tốt, thì đó là cái cơ hội để mình đi đến chỗ tốt. Và chúng ta nhớ kinh Pháp Cú: người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Chúng ta đọc cái bài này nha. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Thật xứng gọi chí ngu. Người ngu tưởng mình ngu, người ngu tưởng mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Thật xứng gọi chí ngu. Giờ mình chịu mình là người ngu hay người trí? Trí là những bậc thánh. Từ sơ quả Tu Đà Hoàn mới là bậc trí giả. Còn tất cả cái ngoại phàm là ở trong vô minh, si mê và ngu muội. Chúng ta chấp nhận mình còn mê, còn ngu, còn vô minh, thì mình có khả năng tiến tới minh. Mình đang vô minh mà mình tưởng đâu mình là thông minh, thì như vậy mình trở thành hết sức là vô minh. Bây giờ chịu vô minh hay chịu thông minh? À, có ai lại chỉ mình nói: cô sao còn vô minh quá vậy? Dạ đúng rồi. Dạ đúng, được không? Được không hay là nói sân? Được không? Chắc không? Chắc không? Bữa nào thử à? Còn cái nhóm Phật tử chùa không thấy ai phát biểu trơn. Có người nào phát biểu một lần đi rồi mình kết thúc, chứ chưa phát biểu là không cho ăn cơm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con Phật tử Diệu Lành xin đại diện cho các bạn đồng tu của con ở chùa Khánh Linh nói lên cái cảm nghĩ của con. Đây là lần đầu tiên con được đối diện, coi là xin lỗi con xin chấm hỏi là trước thầy, con những lời thầy dạy rất là chí lý, qua những cái hình ảnh như những lời thầy dạy chúng con nãy giờ, qua những cái hình ảnh thì con thấy là chúng con từ lúc mà miền Trung xảy ra ngập lụt cũng như dịch bệnh, chúng con chỉ nghe chứ không có từng chứng kiến. Bây giờ chúng con, thầy đã cho chúng con chứng kiến được những cảnh đau khổ của người miền Trung, cũng như em bé mà đã lội qua sông rồi nhận quà rồi tự chìm người rồi được vớt lên, thì những cảnh khổ ấy chúng con không chứng kiến. Hôm nay chúng con chứng kiến, bây giờ chúng con không biết nói gì, chỉ hạ quyết tâm là thứ nhất là chúng con tu để hồi hướng công đức, thứ hai là chúng con sẽ hướng tâm về, rải tâm từ về các chúng sanh ở ngoài miền Trung đó bớt đau khổ, dịch bệnh giảm đi, để chúng con được có một cái thân tâm an lạc mà tu. Tại vì chúng con nghĩ là ở miền Nam chúng con dù khổ cách mấy đi nữa, chúng con cũng không bằng 1/10 của những chúng sanh đó. Thì quá cảm xúc, con không biết nói gì nữa hết. Con cũng đại diện cho Phật tử của chùa Khánh Linh chúng con
chúng con xin chân thành cảm ơn thầy đã ban bố những cái đức hạnh mà chúng con cần phải trao đổi bắt đầu từ hôm nay. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức Phật hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều hoàn thành Phật.